bác lại quay lại vườn Bà Vững chút. Vừa đi qua thấy có cái cây mới mới đây. Có việc qua đây các bác. Cây sộp. Cây sộp mới nhìn rất là hay, rất là hay. Rất là mịn, sạch. Đấy, bà ấy đang tiếp khách ở trong kia, tí nữa hỏi giá các bác nhé. Cây chắc một người bê nặng, phải hai người bê, một người bê thì nặng lắm. Bên này mà các bác nhìn thấy cảnh quan ban đầu là rất là u yếu đúng không? Thứ hai là sạch sẽ, sạch mịn, thân nó không có bẩn các bác. Cái thân bệ cho đến tay cành. Còn tổng thể thì nó cần phải xung xuê thêm, các bác ạ. Thế mà nhìn thế này thì có nhiều bác cũng muốn thu ngắn đúng không? Thu ngắn cho nó chỉ còn lại một cái bãi này là làm nhiều đầu. Cũng là một ý hay nhưng mà lâu lắm. Trong khi đó cái chỗ này nó cũng khá là ổn rồi, đẹp, sạch mịn. Thì tôi cứ giữ yên thế này mà chơi thôi. Quan trọng là giá bao nhiêu và thích hay không thôi. Tôi thấy nó cũng rất ok. Đấy, chân chiếc móng hết nếm hết u biếu. Đấy, u biếu. Đấy là một cây cây mới mới. Này, này chú chú. Trực cũng được, quá trung nu. Hôm trước bà vào có mấy triệu thôi. Thực tế là bà có mấy triệu nhưng mà kiếm mấy triệu cũng khó lắm bác. Nhưng ý là bây giờ cây cối nó như vậy, cầm mấy triệu đi chả mua được cây đâu. Cây mình thích thì nó quá đắt, cây mình không thích thì nó cũng là tầm mấy triệu rồi. Chỉ khổ là mình là không có tiền thôi, mà thị trường thì nó cứ như vậy. Đây là cây túc. Cây xanh này vừa mới được cắt tỉa lại. Cây xanh nằm điền. Cây này bóc bách ra và làm lại gài lại đá cái này thì rất đẹp. Bây giờ để cái này thì bệ nó hơi rối. Bây giờ các bác tưởng tượng nhé, những cái khoảng trống như này, các bác thu những cái rễ này vào, xong rồi gài đá vào những cái chỗ này, xong rồi những cái rễ này nó bè ra, nó bè nó đè vào đá, nó ôm nó tương, đá nó tương trợ rất là đẹp, bệ rất là đầy và lúc đấy bệ lại càng đẹp hơn, quằn quại chứ nó không xác xơ rối rắm như này. Cây này thì có thể làm đẹp được. Thậm chí làm rất đẹp cái này được. Các bác hình dung nó có cái khẩu này này. Rất là hiện đại rồi, rất là ngắn và u rất là ngắn và nở. Bệ nở. Đấy. Thế thì thu ngắn bệ lại và làm đá thì cũng rất là đẹp. Đấy, cây khá là giá trị đấy. Điều để đây thì nó như vậy thôi. Và nó chỉ như thế này thôi. Có điều là muốn đẹp hơn thì phải về các bác chuyên gia, chuyên môn hơn. Bóc hết những cái rễ này ra lượm chởm mà gài đá điểm đá mà. Đấy. Là cái cây xanh nằm điền. Ở đây còn có cây tường vi, cây này mới. Cây này mới. Tường vi. Cái chất tường vi nó khi mà nó già các bạn nhìn. Cái da nó thích lắm, mà nó cũng u lắm. Đặc biệt là dòng này da rất là mỏng các bác. Nhưng mà lại cái thế mạnh của nó là gì? Là liền sẹo rất nhanh. Và cứ u biếu lên. Càng già càng u biếu là. Mà cái u của nó rất là sạch. Các bác nhìn nó sạch sạch mịn này. Chứ nó không có rác rác bẩn bẩn này. Đấy, từ rễ cho đến thân này. Rất là sạch, cứ như là đánh mặt trải. Đấy, và tay cành nó khắc khổ. Sạch mịn đến tận đầu cành. Cái thế mạnh của cây tường vi như vậy. Và tất nhiên nó còn có hoa nữa. Hoa. Lá thì nhỏ và có hoa, thân cốt đẹp. Nó là một cây chơi bonsai rất là đẹp, làm dễ sống chứ, dễ sống.
Chú chở là tôi gọi hộ cho. Ủa đấy, cây mai đẹp quá ông nhỉ. Cây đấy là bao nhiêu tiền? 20. Còn cái cây đây, cây 5 triệu. 5 triệu. Đấy là thấy mấy cây mới. 4 triệu. Có một cây cái này 4 triệu. Đấy, cây này đẹp này, 4 triệu bạc. Cây xanh này giờ cắt ra nhìn thích nhỉ. Đấy, cái đấy là vẫn giữ giá là bao nhiêu nhỉ? Em có chờ cho anh không? 30 luôn. Vu lại đọc lại số vu. 0947. 0947. 181. 181. 703. 703. Liên hệ bà Vững, chợ cây cảnh Bảo Phúc nha. Anh đợi giùm tôi có năm anh Hương nhá. Cái xanh này về vàng đẹp lắm. Cái năm biển à. Đây, phần cây này 20 này. Mai. Biết quán Mai Hương không? Vẫn là một cây mai trung nụ. Nụ. Bác ơi, bác ngoài đường đấy là đường gì nhỉ? Tố Hữu, Tố Hữu. Đấy, nhắc lại các bác, cái chợ Vạn Phúc ở Hà Đông là nó thuộc địa phận quận Hà Đông các bác, Hà Đông Hà Nội. Và nó ở, đoạn khoảng giao cắt giữa ngã tư Vạn Phúc với đường Tố Hữu các bác nhé. Quanh quanh đấy, các bác vào hỏi vào bên trong ấy thì ai cũng biết cạnh cái tòa nhà Vietcombank cao cao ấy. Quả, quả. Họ nhà là từng mực quả. Quả. 20 triệu. Trung ngu đẹp. Cao tầm 60 phân. Thần như cái trống, như cái thúng. Đấy, đẹp quá. Ở đây còn một cây nữa, cây này là bao tiền? Cây này cũng mới đây. Đấy, cây này. 4 triệu. Rất sạch sẽ là. Cái khế chùa này. À, cái khế đó bao tiền mà? Cái khế 5 triệu. Thế còn cây chơi khế trong gần 8 triệu. Vâng rồi, có người mang ra. Thế chùa 5 triệu à. Khế gần 8 triệu. Về tưới no nước vào nhá. Bây giờ bầu viết là đánh không. Cháu lấy cả chậu luôn. Lấy cả chậu luôn, bây giờ xe tải thì lấy cả chậu luôn. Nếu mà không, xe của cháu thì cháu cho bỏ. Thoải mái, không tiếc gì cái chậu, các bác cứ lấy cả chậu. Về cháu bỏ cái chậu. Cứ no nước vào cho em. Lấy cái gì đấy bà? To, cái to. Biến rồi. Để tôi gọi anh Trường nó vào nó. Quái chưa? Rất quái. Cây này là cùng lứa với cái cây kia đấy. Sạch sẽ. Cây này rất quái. Thân như kỳ lân rồi. Vừa đến thấy bà giao dịch được là mừng rồi. Sợ bố nó vắng vẻ thì cũng chán lắm. Đây, cái này hoang hoang khủng khiếp chứ. Bác tưởng tượng được không? Đây này. Đấy. Đan cái này vào đây này. Cứ như tết tóc các bác. Xong rồi cái ngọn này là vật xuống đây lại lắt lên đây. Uốn méo khắp nơi. Kiểu như bị rối ruột ấy. Ruột bị rối ấy. Còn bác nào, bạn nào mà sinh viên đam mê bonsai ấy, những cây nhỏ nhỏ này về cắt thích lắm, để bàn học tập, uống nước rất là vui. Không cứ gì phải là mua những cây rất là giá trị lắm này. Tùy sở thích và tùy gu, tùy lối chơi mỗi người. Lối chơi nào cũng đáng trân trọng. Đấy. Và đấy, đợt này bà nhiều cây đẹp quá. Châu. Hai cái trà Phúc Kiến. Quái chứ. Trà Phúc Kiến ở bên tàu chơi cũng nhiều.
này bông tán lối cổ lên rồi vòng xuống và là quả phúc tròn tròn này. Những quả tròn tròn này nhiều cây nhìn cũng rất là hay. Nhưng mà lối mới thì bây giờ thì mình không có cảm xúc nhiều với cái khi mà mình nhìn thấy cái lối cũ, mình không còn cảm xúc nhiều. Nhưng mà tất nhiên gặp những cây vẫn rất là đẹp, rất là mê. Ôi cái công trình, cái kế nhé, có kế chua tùng la hán nhiều, tùng la hán nhiều lắm. Biếu tặng làm cái công trình hay là hồ coi, thoải mái lựa chọn. La hán quả chín như này. Đấy, la hán quả rụng đầy gốc, nhiều quả thế. Trước nhìn thích cây tường vi này, thấy thích này. Cây này có cây tử dễ đẹp, nhưng mà làm để nuôi cây tử tường vi nó dễ lắm, vắt xuống là nó sống rồi, thậm chí dâm. Đấy, sạch sẽ, rất sạch sẽ, chẳng cần phải đánh chảy đâu, tự nó thế, tự nó bóc vỏ nó sạch. Loang lổ trắng trắng, sạch sạch, thích. Đấy. Đấy, lên đường cái là hán kia, là hán cổ kia, hán cổ. Người ta chỉ cần vậy thôi, công trình hoặc là cúng tiến đền chùa có đầy đủ bông tán là đẹp rồi. Thậm chí trồng đồi thì cũng chẳng cần, trang trí đồi thì cũng không cần bông tán nữa, đẹp rồi đấy. Đấy các bác ạ, đến đây có nhiều lựa chọn các bác nhé, từ xanh si, từ mini cho đến những cây cỡ đại, sam núi, me, duối, cần thăng, linh sam các kiểu, sam trái đấy, nhiều lắm, bá lên chân mà, bày khắp nơi. Ok các bác nhé, có dịp ghé qua nhé.